Vâng, xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị và các bạn đối với kênh YouTube của tôi. Thì hôm nay trong cái mục tư vấn cho các bạn thì có thể nói tôi trình bày một cái chủ đề nó rất hot and hot hiện nay, đó là về giá chung cư. Thì như các bạn đã biết, chung cư tại Hà Nội đã được đẩy lên rất cao, còn ở thành phố Hồ Chí Minh đầu phía trong đất nước thì đương nhiên rồi, giá cũng đã cao từ những năm ngoái là ít nhất. Còn mấy tháng vừa qua thì tại thành phố Đà Nẵng, tức là điểm giữa của đất nước, thì giá chung cư cũng đã được đẩy lên rất cao. Như vậy là đã có một sự cân bằng giữa Bắc Trung Nam, thì ba miền đều có giá chung cư rất cao. Do đó bây giờ dưới góc nhìn của Big Data thì cái việc đầu tư và mua chung cư đúng ở dưới cái góc nhìn Big Data thì như thế nào? Đấy, thì điểm qua tình hình thế giới thì chúng ta thấy rằng cái căn hộ chung cư của Clayman ở Singapore chẳng hạn được xây dựng từ năm 1985 với diện tích chỉ khoảng 220 mét, nhưng mà đã giao dịch tại thời điểm 2024 thì có giá lên tới 10 triệu đô Singapore, tức là tương đương với khoảng 200 tỷ đồng Việt Nam. Đấy. Trong khi đó thì nó cho thuê là thành 132.000 đô sinh một năm. Đấy. Điều này có thể chứng minh một điều rằng lâu nay vẫn hay bị nghi ngờ liệu đầu tư chung cư có lời hay không. Đấy. Thì dưới góc nhìn của dữ liệu lớn có một cái xu hướng đầu tư chung cư như sau, tùy vào cái mục đích đấy, mua để ở hay là mua để đầu tư chờ thời cơ tăng giá. Đấy. Rồi trước mắt thì cho thuê để thu được cái dòng tiền. Đấy. Thì chúng ta hãy điểm qua xem thử cái tùy cái mục tiêu nhá. Giờ mục tiêu mua mà để cho thuê thì cái loại hình này thì có một cái tỷ suất cho thuê rất cao, có thể nói là cao nhất. Đấy. Thì trong các đợt mở bán các dự án mới mà căn hộ một phòng ngủ thì thường xuyên trong tình trạng sold out, tức là tỷ lệ đặt chỗ cao hơn, có hai lý do chính các bạn ạ. Đó là tổng giá thành thấp và cái suất đầu tư thì vừa phải, trong đó cái tỷ suất cho thuê rất dễ và cao hơn cái loại hình mà 2, 3 hoặc là 4 phòng ngủ. Đấy. Thì kết quả của data từ năm 2023 đến năm 2024 này thì cho thấy rằng chung cư một phòng ngủ có diện tích dưới 55 mét vuông đấy thì lọt trong top 10 về tỷ suất đầu tư trong các loại hình bất động sản. Đấy. Thì đang có tỷ suất cho thuê hiện nay là cao nhất với cái giá trung bình là top 10 từ 6,52% cho đến 11%. Đấy. Và Me Lium vào khoảng 11%. Đó, trong đó là Chamington thì 8,47%. Rồi ở Vinhome Green Bay thì vào khoảng 7,68%. Đấy. Thì nếu cùng loại hình nhưng mà xung quanh có các cái mục đích thuê rất rõ ràng, gần sân bay, gần các cái khu công nghiệp thì thường có cái tỷ lệ sinh lời tốt hơn các bạn ạ. Đấy. Ví dụ như là Midori Park ở thành phố mới chẳng hạn thì nó có tỷ suất là vào khoảng 7,54%. Đấy. Rồi Sky Center Trân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh đấy thì vào khoảng 6%. Rồi M1 ở quận 7 thì vào khoảng 7,14%. Đấy. Thì cũng có thể nhắc qua các bạn thấy, tức là trong cái bài này thì tôi trình bày nó có rất nhiều các số liệu, nếu như các bạn chưa rõ thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký làm hội viên của kênh. Thì trong các video clip dành cho hội viên thì ở phía dưới phần chú dẫn thì tôi để nguyên các cái chữ, thì như vậy không chỉ nghe trình bày mà chúng ta còn được xem các cái chữ và chúng ta sẽ có được các số liệu cho chính xác hơn. Và để tôi tiếp tục trình bày nhé. Thì với loại hình mua cho thuê mà có tỷ suất cho thuê tốt thì không khác gì là gửi tiền vào ngân hàng và bonus tăng thêm với cái giá trị hàng năm các bạn ạ. Thì đó là nói về cái mục tiêu 1. Mục tiêu 2
là mua chung cư để chờ tăng giá, tức là cho thuê chỉ là phụ thôi chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta phải thấy này, có 3 yếu tố quan trọng mà ảnh hưởng đến mức độ tăng giá chung cư. Đấy, đang nói là cùng một khu vực đó. Đó là cái độ khan hiếm này, về cái tình trạng pháp lý này, và cũng như cái độ uy tín của chủ đầu tư. Đấy, thì ba cái yếu tố đó thì nó ảnh hưởng đến cái mức độ tăng giá chung cư rất nhiều. Đấy. Thì chúng ta hãy xem hai cái dự án mà cùng một khu vực giá có cái số lượng căn giới thiệu ra bên ngoài. Đấy, thì thị trường thì cái dự án nào mà có sổ hồng trước thì cái tỷ lệ thuận với tốc độ tăng giá cao hơn. Đấy. Chúng ta đơn cử như là cái dự án IE Fairly, nó đã tăng 65% sau 5 năm. Trong khi đó, cái dự án The Sun Avenue nó chỉ tăng 34% thôi sau cùng một thời gian như vậy. Đấy, thì đấy là chúng ta đang có xét so sánh, và như vậy là chúng ta thấy rằng cái tình trạng pháp lý nó ảnh hưởng đến cái độ tăng giá là như vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy xem cùng một dự án nhưng mà số căn của loại hình nào mà càng ít. Đấy. Ví dụ như một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ hoặc bốn phòng ngủ. Đấy. Số căn của cái loại nào ít ấy, thì cái khả năng tăng giá của loại hình đó thường là tốt hơn. Đấy. Tôi ví dụ như là dự án VCP, cái loại 4 phòng ngủ ấy, thì đang có giá 120 triệu mét vuông, trong khi đó loại 2 phòng ngủ chỉ 90 triệu một mét vuông. Đấy. Chúng ta hãy xem cái tiêu chí thứ ba này. Tiêu chí tiếp theo đó, đó là cái uy tín, tức là tên tuổi của chủ đầu tư thì góp phần vào làm tăng giá rất nhanh. Đấy. Ví dụ như là hầu hết các dự án được triển khai bởi Capital Land thì thường tăng 4% đến 6% sau 3 đến 5 năm. Đấy. Ví dụ như là Vista Verde thì tăng 51%, rồi Fairly and Vista thì tăng 65%, hoặc là Carita tăng 42%. Đấy. Cho nên thì chúng ta hãy quan tâm đến các cái yếu tố của ảnh hưởng đến mức độ tăng giá thì như vậy, nếu như mà những ai quan tâm đến việc mua chung cư để chờ tăng giá. Đấy. Thì chúng ta xem đến cái loại hình thứ ba là mua để ở, hoặc mục đích là để ở là chính. Đấy. Thì nhóm mua phục vụ cái mục đích để ở và chờ tăng giá thì thường thôi, thì nó tùy thuộc vào cái phạm trù hữu xạ tự nhiên hương, tức là dân về ở khe nước nở, thì về lâu về dài cũng sẽ có những cái đợt tăng giá mạnh. Đấy. Ví dụ như là chúng ta xem xung quanh đó các cái hạ tầng như là trường học này, bệnh viện này, khu vui chơi này, công viên này, khu thể thao mà đầy đủ nhiều gần thì cái khả năng tăng giá tốt hơn, và cái mục đích chúng ta để ở chúng ta cũng thích hơn. Đấy. Ví dụ như là khu đô thị VCP thì lúc bắt đầu mở bán năm 2013 đến năm 2015, nhưng phải chờ tới 4 năm sau thì mới tăng giá được 40%. Đấy. Trong khi đó, một cái ví dụ khác là khu đô thị Matari thì cũng phải 3 năm sau mới tăng được 35%. Đấy. Thì trong khi đó, khu đô thị VGP thì đa số người mua đều chưa có lợi nhuận, ít nhất là trong 4 đến 5 năm sắp tới. Trong khi đó, phân khu Beverly Solari thì đang lỗ tới 18% so với thời điểm mua. Đấy. Thì tới một cái thời điểm nào đó thì giá của khu đô thị VCP và VGP sẽ có thể tiệm cận nhau các bạn nhé. Tức là VCP đã tăng 4% sau 4 năm, còn VGP hiện tại thì đang dẫm chân tại chỗ, nếu không nói là về lỗ. Đấy. Thì nhưng mà xét về khía cạnh mua để ở và mục đích để ở thì nó vẫn là có cái những cái ưu điểm nhất định. Đấy. Còn bây giờ xét về cái loại hình tiếp theo, tức là chúng ta hãy xem cái dòng sản phẩm siêu sang.
Đấy. Ví dụ như xem ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là vào khoảng 150 triệu một mét vuông, còn ở Hà Nội thì 180 cho đến 200 triệu một mét vuông. Thì tình trạng như thế nào sau khi cái giai đoạn mở bán? Thì chúng ta có thể thấy rằng có một cái sự thật khá bất ngờ là dòng sản phẩm bình dân mà cái nhu cầu thường ấy thì rất lớn, nhưng mà cái độ tăng giá thì nó chậm hơn so với các cái dòng sản phẩm siêu sang, vì nó có hai lý do chính như thế này. Đấy. Chúng ta có thể thấy này, những cái căn hộ mà chung cư siêu sang ấy khi mua vào thường ít khi có người bán ra. Đấy. Và giá mỗi căn hộ thì nó tùy thuộc vào ý muốn của chủ nhà. Đấy. Những căn hộ chung cư mà có tầm bình dân ấy, thì việc cung và cầu đều tương đối nhiều nên sẽ khó tăng vọt. Đấy. Thì chúng ta thấy một cái đặc điểm như vậy. Thì dữ liệu mà sau cái giai đoạn mở bán của một số căn hộ siêu sang như sau để các bạn tham khảo này. Dự án Opera Metropolis thì tăng 23% sau 3 năm. Dự án Empire tăng 59% sau 5 năm. Hoặc là dự án The River tăng 23% sau 3 năm. Đấy. Thì so với mức đất đỏ của các thành phố lớn như là Singapore, Hồng Kông, Đài Bắc thì cái mức giá siêu sang của Hồ Chí Minh chỉ bằng 25% thôi các bạn ạ. Đấy. Thì như vậy sau khi phân tích như vậy thì chúng ta có thể tóm lại như sau. Mua để đầu tư cho thuê thì nên chọn cái một phòng ngủ. Đấy. Còn mua để chờ tăng giá thì nên chọn cái loại hình nào mà càng hiếm càng tốt, tức là cái loại hình mà các cái loại căn hộ mà nó ở cái số lượng căn hộ ở khu đó nó ít. Đấy. Còn mua để ở và chờ tăng thì hãy chọn các cái đô thị lớn có đầy đủ tiện ích. Đấy. Thì chúng ta có thể dùng ngay và chúng ta thấy được các cái tiện ích luôn. Đó là cái vấn đề như là y tế, giáo dục, mua sắm công viên, rồi giải trí, vân vân. Đấy. Tóm lại là chúng ta hãy nốt lại xem từ bao giờ thì trung bình giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh nó sẽ lên ở đáy là 100 triệu một mét vuông, hay là trung bình sơ cấp, tức là cái phân khúc đấy, mở bán ở trên thị trường hiện tại thì đang là trên 60 triệu các bạn nha. Thì đấy là những cái nốt đáng chú ý để chúng ta tiếp tục theo dõi. Còn đây là số liệu Big Data tại thời điểm tháng 9 năm 2024 các bạn nha. Vâng, xin mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip khác. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý vị các bạn, và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.